Em đại thanh gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trong clip này tiếp tục giới thiệu cho anh em về một mã súp mà súp hơi bát 40 nhé, của Martin Brothers bát 40. Đấy, ngoài cái mẫu súp TD này thì còn một cái mã này nữa là súp của Martin bát 40. Thì con này nó là một con súp mặt nha anh em nhé, thùng rất gọn đẹp. Mã là VDUP S15 Martin Brothers Audio. Đấy. Con này thì nhiều anh em cứ bảo hàng của Anh Quốc cái thứ đây. Thì chia sẻ với anh em nó là Trung Quốc luôn nhá. Hàng bãi của Trung Quốc nhá. Đấy, thùng rất đẹp. Con này thùng cái lòng thùng nó sâu thì nó hơi ngắn nhưng mà nó lại được cái chiều cao. Đấy, cái chiều cao. Thì cái dung tích của con này nó rất là to. Thùng gỗ ván ép 7 lớp. Đấy, bông ở bên trong đây, bông thì nó màu trắng nên là con này nó đánh hơi bẩn. Đấy, con này thì em cũng để nguyên bông, không làm gì. Em chỉ có tút tan lại được cái thùng của nó thôi. Ví dụ cái sơn xịt của cái thùng này, tới cái góc cái cạnh này em đã tỉa tót ngon lành đẹp hết cho anh em. Về chỉ phải bày chơi thôi. Đấy nhá. Còn đây là cái mát của loa. Bát của con này thì màng phủ keo, đơn vải tẩm dầu. Đấy, rất đẹp luôn. Và con này thì có một cái ưu điểm nữa là cái màng nó 40 thôi nhưng mà cái côn của nó côn 100. Đấy, cái dòng côn 100 này thì nó đánh uy lực không khác gì 50. Và cái dáng nó gọn, đây là cái côn, nó là côn 100. Đấy nha anh em nhé, côn 100 nhé. Đấy, nhện nó là nó có keo nhé, keo ở nhện này. Đấy, tăng độ dẻo dai cho cái nhện này nhé. Đấy, xin đem nguyên bản cho anh em. Màng thì là màng giấy này. Sóng là nó từ trên xuống dưới đây. Những cái sóng của này thì chia sẻ với anh em là bao chắc chắn luôn, đánh rất là uy lực luôn. Đấy, anh em mà thích uy lực thì anh em chọn con cái mã này. Còn anh em mà thích đánh mềm mại sâu sâu ấy, thăm thẳm ấy, đấy thì anh em mua cái mã TD này. Cũng 340, nó đánh sâu thơm thăm thẳm luôn, rất êm luôn. Đấy. Còn anh em mà thích gấu mèo thì anh em chơi bát 40 cái mã này. Đấy, nó không khác gì 50 luôn, khỏe. Đấy, côn 100 luôn mà. Đấy, anh em nhìn đây. Đấy, rất đẹp luôn. Màng đẹp. Rồi, em sẽ lật cửa lên cho anh em xem nhé. Đấy, anh em thấy là cái từ của nó này, từ 220 luôn anh em nhé. Bát 40 và từ 220 côn 100 luôn, cực kỳ khỏe luôn. Cái mã này thì nó rất là khỏe, cực kỳ gấu mèo luôn. Đấy, anh em nhìn ở trong nó phủ keo này, rất là mới. Đấy, với những cái con này thì dành cho những anh em thích bạo lực thì anh em chơi cái mã này cho em. Đấy, rất đẹp luôn. Từ 220 côn 100 cho bát 40, bao đánh bạo lực như 50 luôn, khỏe. Đấy, thùng là thùng gỗ rất đẹp. Đấy, còn giá con này cũng rất là rẻ. Giá con này thì em Thanh đang bán cho anh em là 5,5 triệu bao ship, còn 5 triệu tại cửa hàng. Đấy, anh em nào gần qua bốc thì sẽ giá tốt hơn. Đấy, còn anh em nào xa thì em sẽ bao ship giá là 5,5 triệu. Đấy, vì một con súp này ship của nó rất đắt tiền. Đấy, nó là khối lượng. Đấy, nhưng con này nó rất là đắt. Đấy, con này thì nó hệ này thì nó là dây trực tiếp luôn. Bông thì nó hơi bẩn chút vì nó qua hàng qua sử dụng, thì anh em cứ để ý là cái ê căng của con này nó không có cái cản bụi, thế đâm ra nó sẽ có đất bụi nó bám vào. Đấy, cái điều chắc chắn. Đấy, còn cơ bản thì con này rất đẹp. Đấy, thùng thiếc thì đã được tỉa tót rồi, về chỉ được chơi thôi. Đấy, gặp súp con này với chất âm thì không khác gì 50, đánh khỏe cực kỳ luôn. Ok, clip này em Thanh sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.